Trang bị nghi cãi nhau với Tiến Luật vì ngoại tình. Thưa quý vị và các bạn, đại diện truyền thông của Thu Trang và Tiến Luật đã chia sẻ với phóng viên về đoạn clip được cho là vợ chồng Thu Trang, Tiến Luật đang tranh cãi nảy lửa về việc ngoại tình. Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn clip ghi lại hình ảnh được cho là vợ chồng Thu Trang, Tiến Luật tranh cãi nảy lửa vì việc ngoại tình của đối phương. Sau khi đoạn clip này được lan truyền nhanh chóng, rất đông người hâm mộ của cặp đôi đã tỏ ra bất ngờ và bày tỏ sự lo lắng về tổ ấm của hai nghị sĩ. Phóng viên đã liên lạc với đại diện truyền thông của Thu Trang và Tiến Luật để xác thực thông tin trên. Người đại diện này cho biết, sự việc mà mọi người đang bàn tán trên mạng xã hội là không đúng sự thật. Đoạn clip này bị người khác quay lén trong lúc Thu Trang, Tiến Luật đang quay quảng cáo cho một nhãn hàng gây hiểu nhầm cho mọi người, vị đại diện nói thêm. Trong buổi giao lưu của người hâm mộ cách đây ít ngày để ăn mừng cho sự thành công của phim ngắn Thập Tà Muội, cặp đôi không ngại khóa môi cực kỳ tứ trước sự chứng kiến của mọi người. Điều này càng khẳng định được tình cảm mặn nồng của hai nghệ sĩ dành cho nhau. Tiến Luật từng chia sẻ, anh chinh phục Thu Trang mất 5 năm và sau 2 năm quen nhau, cả hai quyết định kết hôn. Nói hơi xến, trong mắt tôi Thu Trang như một cô công chúa. Cô ấy giống hệt một tiểu thư nên tôi thích gọi là công chúa, Tiến Luật nói. Tình cảm mà Tiến Luật dành cho vợ mình còn được thể hiện bằng nhiều hành động tưởng chừng như nhỏ nhặt, nhưng lại khiến Thu Trang rất hạnh phúc. Chia sẻ việc nhà cũng chính là một cách để nam diễn viên giữ gìn hạnh phúc gia đình, và anh không ngại đảm đương các công việc nhà thay cho vợ mình. Hôn nhân chưa từng tiết lộ của danh hài Thu Trang, Tiến Luật. Không thể đóng người yêu của chồng, Thu Trang còn tự nhận cá tính chị mạnh hơn chồng rất nhiều, nên Tiến Luật thường là người nhường nhịn vợ nhiều hơn, ngổ ngáo, nói nhiều và gây cười trong một khoảnh khắc khi đóng phim, đóng kịch, Thu Trang ở ngoài đời lại khá trầm lắng, kiệm lời và giản dị. Chị không dùng nhiều lời hoa mỹ để kể về chồng con và cuộc sống đời tư. Thường các cặp vợ chồng rất ngại hợp tác trong công việc, tránh những mâu thuẫn không cần thiết. Tại sao vợ chồng chị vẫn đồng hành cùng nhau? Chúng tôi không có mâu thuẫn vì hai vợ chồng làm nhau với nhau đã hơn 10 năm. Chưa bao giờ việc hợp tác trong công việc lại ảnh hưởng tới cuộc sống của riêng vợ chồng tôi. Trên sân khấu tôi thích diễn cùng với anh Luật vì chúng tôi có sự ăn ý diễn xuất mới tạo được ra tiếng cười. Riêng trong điện ảnh thì khác. Lúc trước chúng tôi cũng thấy không có vấn đề gì, cho tới gần đây sau khi đóng cặp trong Chí Phèo Ngoại Truyện, hai vợ chồng nhận ra một thực tế không thể đóng vai yêu nhau. Khán giả ai cũng biết chúng tôi là vợ chồng xem. Thế nên mất cảm giác. Nếu như hai chúng tôi đều đóng hài thì được. Giống như trong 49 ngày phần 2, chúng tôi vào vai hai đứa bạn quậy phá cùng Ngô Kiến Huy diễn rất thoải mái. Hai anh chị đều bận rộn, vậy việc nhà, việc chăm con phân chia nhau như thế nào? Thực ra thông thường tôi bận anh Luật rảnh, anh Luật bận tôi rảnh, nên không khó để phân chia nhau công việc nhà và săn sóc con gái. Hơn nữa, chúng tôi may mắn có sự trợ giúp đắc lực của ông bà nội. Ông bà nội rất mê cháu nên giúp hai vợ chồng rất nhiều. Trong cuộc sống hàng ngày, anh chị ai nhường ai nhiều hơn? Chắc chắn anh Luật nhường vợ nhiều hơn, chuyện gì anh ấy cũng ưu tiên vợ quyết định. Vậy cá tính của chị mạnh hơn anh ấy? Không phải mạnh đâu mà là cực mạnh. Tết năm nay hai anh chị có chạy show diễn Tết không? Tết năm nay chúng tôi không chạy show nhiều sân khấu như kịch các năm trước mà chỉ tập trung diễn ở một sân khấu kịch dài duy nhất. Vì chúng tôi có tuổi rồi nên chỉ muốn ở ổn định một nơi thôi, một ngày diễn 3 suất. Lịch diễn dày như vậy có ảnh hưởng tới việc ăn Tết của gia đình anh chị không? Chuyện đó là chuyện bình thường, năm nào cũng vậy hết, chúng tôi chẳng bao giờ được ăn Tết trọn vẹn với gia đình. Buổi sáng chúng tôi ăn cơm, đi chơi, đi chúc Tết với cả nhà. Nhưng tới khoảng 12 giờ trưa hai vợ chồng lại phải tới sân khấu ăn Tết chung với các anh em nghệ sĩ. Cứ thế, từ mùng 1 Tết cho tới ngày rằm tháng giêng. Vậy có bao giờ con trai anh chị không vui không? Các năm trước, bé nhà tôi còn nhỏ chưa nhận thức được nhiều nên dù ba mẹ đi làm, gửi bé cho ông bà hay ai cũng được hết. Chỉ cần được đi chơi là vui rồi. Năm nay, lên 5 tuổi rồi, bé dần có những cảm xúc riêng nhưng cũng rất ngoan vì ý thức được công việc bận rộn của ba mẹ. Giống như năm ngoái, Tết năm nay vợ chồng tôi cũng sẽ đưa con tới sân khấu kịch chơi, đi theo ba mẹ ăn Tết trên sân khấu. Có bao giờ chị nghĩ đến việc cho con lên sân khấu diễn hài cùng ba mẹ? Giờ đây tôi cũng có cho cháu diễn thử cùng với ba mẹ. Trước chỉ nghĩ là bé thấy vui vì được đi chơi, nhưng lần gần đây nhất tôi thấy bé có vẻ rất thích, bắt đầu có máu giống ba mẹ rồi.
về chuyện con cái phát triển theo nghề này có lẽ phải tùy thuộc sở thích của bé trong tương lai, tôi không ép con bất cứ chuyện gì. Nếu có khán giả nhận xét diễn xuất của chị một màu chỉ diễn hài chọc cười khán giả, chị nghĩ sao? Nếu thế thì mời khán giả hãy xem phim Nắng, xem phim đó thấy tôi là khóc liền. Vai diễn của chị trong Em là bà nội của anh rất hay, vừa bi hài vừa cảm xúc đa chiều. Chị có dự định nhận thêm dạng vai như vậy nữa không? Lúc tôi xem bản phim gốc, nhân vật không giống như vai tôi trong bản Việt. Xem trong phim, rất nhiều người đều khen vai của tôi hay hơn phim bản gốc. Tôi cũng thấy rất vui, nếu như sau này có đạo diễn nào mời vào vai như vậy chắc chắn tôi vẫn sẽ nhận. Ngoài đời chị có hài hước giống các vai diễn của chị không? Chỉ đôi khi thôi. Thường tôi ít nói, nhiều khán giả và phóng viên gặp tôi lần đầu đều bảo tôi khác trên phim quá. Không ngổ ngáo chém gió gì hết, ở ngoài đời tôi bình tĩnh lắm, không khùng như trên phim đâu. Vậy chị lấy cảm xúc ở đâu để diễn hài ngọt tới vậy? Tự tôi quan sát cuộc sống xung quanh và ghi nhớ những mẩu chuyện, những mẫu người vui vẻ. Tới khi gặp được nhân vật có điểm tương đồng, tôi có thể áp dụng, bắt chước theo nguyên mẫu trong cuộc sống đời thường. Chị từng chia sẻ lúc mới vào nghề bị một số người chèn ép và nói không hay, sau này nổi tiếng hơn, thái độ của những người đó như thế nào? Tôi chưa có cơ hội hợp tác với những người đó trong cùng một dự án nên cũng không dám chắc nếu gặp lại sẽ như thế nào. Thực ra bản thân tôi hồi nhỏ cũng có những suy nghĩ tiêu cực, thấy giận, ghét ai đó, nghĩ là bản thân không bao giờ quên. Nhưng giờ tôi có nhiều chuyện phải lo toan cho cuộc sống nên những chuyện như vậy trở nên nhỏ nhặt. Mỗi giai đoạn con người có những suy nghĩ khác nhau, giờ tôi nghĩ là kệ thôi, người ta muốn nghĩ sao nói sao cũng được hết. Nhiều nghệ sĩ nay đều dễ hướng làm đạo diễn và sản xuất, vợ chồng chị có ấp ủ một dự án nào cho riêng mình không? Mọi chuyện đến với tôi đều là một chữ duyên. Từ đó, đóng phim tới mở quán ăn, làm đạo diễn hay nhà sản xuất cũng vậy, muốn chúng tôi cũng muốn. Nhưng nếu duyên chưa tới cũng không làm được. Hiện giờ tôi mới thử sức tự mình làm các clip hài ngắn. Còn về một dự án điện ảnh, tôi sẽ làm chừng nào có cơ.
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.